Rồi Vũ, mình chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trên Trà Là. Ở đây có một con Isuzu 2202 đang đổ luống ở trong này các bạn. Đang đổ gò. Này là trong gò chiếc nha. Bến quay trên Phước Ninh thì gặp hàng xong là sẽ có một cái con càng hang thôi, càng hang để mà đi bơm lỗ ha. Nay thì giống như ở đây thì mấy anh cuốc dùng cuốc tay ha, cuốc tay trước vậy nè, cuốc tay trước ra xong rồi bắt đầu mấy chị bỏ hôm xong rồi mình đi lắp lại ha. Bữa em quay trên Phước Ninh có chiếc càng hang nó chế bơm lỗ luôn á. Không biết sao đi dân nắng mặt đen xấu quá không dám đưa lên. Dạ đúng rồi, có lâu lâu cũng có quay, có coi cái kênh mày là gì không có chứ khoảng chừng cậu mấy chục cái clip á ha. Dạ mày vừa quay đây Phước Bình rồi Tân Hưng rồi trên ấy trên lương nói chung tây ninh có nhiều đi hết mà. Ở đâu mà đi quay đây? Hòa Thành nè, chứ đâu ở Long Hải á. Giờ là vậy là gần xong hả chú? À giờ đi trồng chỗ khác nữa hả? Cái cờ có nhiều câu cũng miệng đó. Này là giống gì chú? 140 luôn hả? Ừ, 40. 05 hả? À 05. Có nhiều người câu cũng miệng nhưng nào để cờ nó thôi tôi nó mắc nợ để quay tôi quay trốn nợ quay tôi rồi mới không nó thấy mặt cho đòi tiền. Thì người ta nói vui vậy, dẫn chơi mà. Cái đám bầu kế bên tốt quá. Có nhiều người ở chứ cái kênh chú là cái kênh nào? Dạ. Này nói cái kênh nói vậy đó. Dạ. Nói cái kênh vậy lắm. Dạ. Coi bây giờ cái cũng cái hay chứ. Dạ. Bây giờ người nó trời lên nó quay đủ mấy chài mà coi vậy tào lao nó vậy chứ có cái điểm hay đó tao mới đi quay chứ ai. Với lại mình khi mình buồn buồn mình nằm coi là kỷ niệm đó chú. Đúng rồi. Dạ. Chứ mình khi mình đi làm đâu quay được đâu ai quay đâu. Quay làm coi gì coi làm kỷ niệm chơi. Lúc mà lên thì quay trên vậy đó đó cái ai cái ông đó chế cái máy mà lại thì chồng mày bỏ hôm luôn á. Dạ. Dạ, cái đó trên Tân Châu á. Ờ, Tân Châu á, ổng dạ. Như hai ba cái máy vậy đó. Dạ. Đó là cái đó vàng của Thái Lan á. Dạ, vuốt cái gò đợi cái đầu giạc á, cái đầu trên. Dạ. Này là mấy chị trồng giống 05 nha các bạn. Thì giờ trồng thì mấy chị bỏ hôm. Bỏ hôm xuống rồi mình đạp lên ha, đạp lên rồi xong bắt đầu là có người lắp hôm lại sao ha. Cái này là bao mấy tấc một cây chú? 5 tấc 6 tấc phải không? Khoảng dạ phỏng phỏng cũng còn tại sao 6 tấc 5 tấc 6 tấc nha các bạn. Tại vì cái bữa chiếc chân hang chạy là 05 á là nó là 6 tấc còn 140 nó là 5 tấc ha. Thì cái này là mấy chú cuốc thì canh khoảng chừng cuốc nha các bạn. Chứ không chính xác lắm nha. Giờ quay chị bỏ lên cho các bạn xem. Quen ha là đi quẩy kia đó là đó cứ giật chi dọc xuống vậy ha. Đây dưới đây có mấy chị đang đi lên. Đi làm cũng vui ha. Mình trồng vậy là ăn mẫu hay sao chị? Mẫu nhiêu? Không biết hả? Mẫu 3 triệu hả? Dạ. Dạ. Rồi vậy là sắp xong rồi, còn có mấy cái gò nhỏ trong đó nữa xong rồi. Dạ đi đám khác hả chú? Dạ. Rồi cảm ơn chú nhiều nha. Cho chồng nhà coi hả? Ừ.
đây thôi, đừng ói luôn á. Công mình nó đâu vậy, chúng ta làm mình luôn hả? À bọn năng hả? À gần chùa. Giờ đây là bốn công đang lắp lại nha các bạn. Là lấy cái cuốc ràng đi nha. À, là lắp ra một cái ha. Nghe nói hôm giống này giờ cũng mắc ha chú. Hồi nãy bên kia là 140 nhập từ Quảng Bình về không làm bó bốn mấy ngàn. Còn này là này 05, này 05 chắc giống ở đây quá. 05 cái này ở Bình Dương. À Bình Dương hả? Dạ. Cái này ở Bình Dương vậy. À, hôm này ngon nha bạn. Hôm này đâm lớn. Hôm này bự, còn cây 40 cây. 40 cây nhỏ xíu à. Cây nó không có lớn. Cái này cũ thì nó bự hơn cái kia. Dạ. Nhưng mà ít cũ hơn. Dạ. Còn kia thì nó cũ rõ. Dạ. Hôm nay thì phân diêm nó cũng mắc nha các bạn, bao 20, 15 là nó cũng đi 1,2 triệu một bao ha, rất là cao ha. Dạ 1,2 triệu một bao luôn. Dạ, cái này nãy quăng bỏ cây hôm xong rồi đạp lên á, bây giờ là lắp lại ha, lắp lại vậy là xong các bạn, chứ không có cần đạp nữa ha. Tại vì mình đạp cây hôm cho nó dính xuống cái mặt đất á, là nó đừng cho nó chống hơi, là để đừng cho nó chết á, nó vô còn dính xuống mặt đất là nó đầu nó sẽ ra rễ lên. Đây là cảnh trồng mì ha. Dạ ai làm trước về trước hả chị? Ai cuốc sau về sau hả? À giờ qua lắm kia đó hả? À. Chứ mình cũng chung hết mà, tại cái khâu nào trước đi qua anh kia làm trước. Dạ. Còn mấy này để hồi chủ lại ta gom sau hả? Dạ. Gò này gò chiếc thì đổ xe nhỏ này đổ là nó rất là cao ha các bạn. Nó cao hơn cái gò của trên Phước Ninh nhiều ha. Phước Ninh là dạng cái dàn kia bằng cái dàn rọc á thì nó sẽ thấp hơn nhiều. Thấp chứ nó không cao được gì đây. Còn cái dàn mà đổ chảo á thì nó sẽ cao hơn. Đổ chảo cao hơn ha các bạn. Rồi mình đi ngang mình gặp gặp đang trồng thì mình ngồi quay chia sẻ cho các bạn xem chơi ha. Thì đây là trồng thủ công trồng tay nha các bạn. À, tức là từ cuốc lúc cuốc lỗ mà bỏ giống rồi hết luôn á, là cuốc lắp lại luôn á. Còn có một số thì trồng máy nhưng mà cái đó phần đó chỉ là một phần ít thôi các bạn, không có nhiều. Dùng này đa số trồng tay nhiều nha các bạn. Lúc này là vô vụ là làm suốt luôn hả anh? Ngày sáng chiều luôn hả? Dạ. Chưa cũng nghỉ chặt cây. À, chưa nghỉ chặt cây ha. Là mình mão mình ra hôm luôn á. Dạ. Rồi thôi cái video kết thúc đây nha các bạn. À quay khúc ngắn cho các bạn xem chơi ha. Cái năm nay nãy anh chủ nói chia sẻ là thì năm nay cày sới xuống giống tính công cán bọng đồ hết luôn các bạn, là nằm từ giá cũng 25 triệu tới 27 triệu một mẫu nha các bạn. Giá nó cũng rất là cao ha, nhưng mà mình chưa chắc ăn nha các bạn. Nếu mà mưa nhiều quá là nó còn hư hao nữa nha. Là lơ bơ là phải trồng lại nữa đó. Rồi thôi bye bye các bạn nha.